Làng nằm giữa núi đồi cách trở, nhưng núi đồi thì lại không phải là rào cản trước tốc độ lây lan dịch COVID-19. Hai huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn ở tỉnh Khánh Hòa đều ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19. Điều này được chị Cao Thị Kim Gái nhắc đi nhắc lại mỗi khi gặp người trong thôn. Chị là trưởng thôn Hanit, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn. Thôn có gần 200 hộ dân là đồng bào Rắc Lai. Giờ thì ai trong thôn cũng biết COVID-19 nguy hiểm đến mức nào. Đến bất cứ gia đình nào, chị Gái cũng không quên đưa thêm những chiếc khẩu trang cùng với những lời lưu ý phòng dịch. Đồng xóm của bà con rồi đi nhắc nhở thêm, đồng thời đi phát khẩu trang thì vừa làm công tác tuyên truyền, dặn dò bà con là cố gắng mỗi nhà mỗi ở, không đi tiếp xúc với ai. Tức nhiều người á không được, mỗi nhà mỗi ở đi. Vậy đó, bữa nay là mùa Covid rất nặng nề, nhưng mình phải chữa bản thân mình cho người khác và cho mình nữa. Chặng đường từ nhà đến rẫy, hiếm hoi lắm mới gặp người khác. Nhưng mẹ con chị Tro Thị Thường lúc nào cũng đeo khẩu trang và rất e dè mỗi khi gặp người lạ từ nơi khác đến. Trước đi là không có đeo khẩu trang, bây giờ đi là phải đeo để mình an toàn cho mình. Ở tỉnh Khánh Hòa, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, điều mà chính quyền địa phương ở miền núi lo ngại chính là những khoảng trống về ý thức cũng như kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 ở người dân tại vùng sâu, vùng xa. Cũng vì vậy, truyền thông được đẩy mạnh theo cách đi từng ngõ, gõ từng nhà để nhắc nhở từng người. Bà con đều chấp hành rất tốt, hợp tác với chính quyền, cũng kịp thời nhanh chóng phát hiện ra những cái người mà từ vùng dịch về để báo với chính quyền để kịp thời xử lý công tác phòng chống dịch. Kịp thời báo tin khi có người từ nơi khác về làng, tuân thủ các quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Những điều như thế giờ đã là nếp quen. Và chính nếp quen này đã giúp cho người làng đồng bào Rắc Lây giữ được vùng xanh trên bản đồ COVID.